Cưa Xích Stihl MS 381 móc đen in Brazil. Hàng tồn kho duy nhất một cây. Hàng này hàng tồn kho nha mọi người. Đời là đời 2017. À, đầu máy không 15 triệu. Mặt đèn bên xin đây. Nó mờ mờ. Nó là sụt sạc và một sụt sạc. Duy nhất có một cây nha mọi người. Khách hàng mua hàng thì đặt cọc trước 1 triệu, bên em sẽ nổ máy và ship hàng nha. Đặt cọc trước 1 triệu, giá là 15 triệu đồng máy không. Chọn bộ cả làm xích, làm 5 tấc, làm zin nguyên bản thì giá là 16 triệu. Nếu khách quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha.